trời luôn cả nhà. Đây cả nhà có thấy biết theo gì không nè? Đây cả nhà biết rồi nhiều đậu củ hoa đó cả nhà. Thì hôm nay mình có cái đậu củ hoa này nè, rồi mình sẽ nấu canh tép nha cả nhà. Đây bây giờ mình đặt cái lá đó vậy nè. Bên đây nhá, chợ trời người ta bán nhiều lắm cả nhà. Người ta trồng, người ta cắt, người ta bán. Bây giờ mình đặt cái lá hoa này nha, mình nấu canh tép cho bữa cơm hôm nay ha cả nhà ha. Càng thích ăn những cái món nhà quê Việt Nam mình đó cả nhà. Cho nên món Tây món Tàu bên đây thì ở ngoài chợ mình ra tiệm mình ăn nhiều lắm. Trang muốn nấu những cái món nhà quê mình á, hồi nhỏ mình ăn. Bây giờ mình để nhắc là để nhớ nhớ quê cả nhà ha. Lạc đây em tiếp tục lạc cho đến hết cái này. Cả nhà có biết không, cái rau đắng này nè, hồi ở Việt Nam á là đang ăn thường đó, đó. Cho nên nó rất là tốt cho sức khỏe. Nếu mà mình ăn đắng được đó cả nhà thì mình nên mua về mình nấu canh với tép hoặc chả cá đâu cũng ngon lắm cả nhà. Rau lá củ hoa này á, mình trồng mình đợi mình lấy lá ăn nó lâu lắm, cho nên mình đi chợ mình cái gì mình đặt rồi mình nấu một tô canh vậy đó, một tuần mình ăn được là mình cũng tốt lắm cả nhà. Nó lọc gan rồi này kia nào, nó cái gì đắng nó làm cho máu nó thấp xuống. Nói chung cũng nó cũng nên thuốc lắm cả nhà. Rồi bây giờ Trang cũng đã lặt xong cái rau này. Rồi Trang sẽ đi rửa. Cả nhà biết không, cái mùa này đến nay trời nắng á, mình rửa mình hạ tiện nước á, mình lấy rửa cái mình đi lấy nước mình tưới rau luôn cả nhà coi xem đang làm nè. Ở đây nè cả nhà, ở đây là cái clip bùn tơi của Trang nè. Bây giờ tôi nói cái người nước này với nước trong nhà mình cũng giống nhau cả nhà. Mình xịt nước đây nè, mình rửa xong rồi cái mình rửa đây nè. Mình xả nước xuống đây đó là mình tiết kiệm được nước, mình tưới được cái keo mình coi này cả nhà. Mình rửa nhiều nước tại vì nó ao nước lắm cả nhà ơi. Mình xả tiếp tục mình rửa. Cái này là cái dầu nước nè, mình sạch sẽ thôi, sạch sẽ xong cái rổ rau cả nhà. Đây nè cả nhà, Trang cho cả nhà xem nè, khi dính bầu mấy cái bầu của Trang mới gieo nè, nó lên nè. Đó, Trang gieo sau này trễ rồi, giờ người ta trồng lên hết rồi, mấy bữa Trang gieo nó lên mà nó không chịu lên. Đó, Trang cho nó bò lên cái vàng này. Đó, trên vàng này nè cả nhà. Đó, rồi ok cả nhà, khoe cả nhà chút xíu thôi. Đây đang có cái cây nè, cái cây nè, cái cây nó gọi là pepino, trái nó cũng ăn cũng ngon lắm cả nhà. Đấy, nó có trái nè, cái này là còn sống nè, còn trái này đã chín rồi nè cả nhà. Mà đang có hái để cho nó vui.
Dễ thương không? Đó. Bây giờ nấu rau của Trang đây nè. Bây giờ Trang vô Trang nấu canh nha. Rồi cái nhà mình đây, bây giờ cái rau mình cũng đã lặt sẵn rồi. Đây, mình bỏ nó đây. Rồi bây giờ tép nè, mình bầm nó ra thôi. Đây là nồi canh của mình nè, cả nhà thấy không? Ngon không? Ngon lắm. Cơm, 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 cơ
Nhi nhận cơm. Lá hoa đó canh. Lá hoa đó canh tép. Đó cũng nhiều hơn, cũng nhiều trồng. Ớt này. Củ này. Củ này củ này. Để nhà ăn cơm, ok. Để gia đình ăn cơm, ba má, cha mẹ, mời. Cơm. Để dưới cũng nhiều nè. Rồi nó cũng mời, cũng ăn. Canh lá hoa nè bà. Nó món này là món ba thích nè. Cả nhà làm chính nha. Đầu tháng món này là có khô chiên. Lúc nữa gấp khô nè, cho. Nhất định là không gấp mà chan nước mắm. Đó. Cơm này hơi nhiều nha. Em không có bỏ đường mà sao nó lọt ngọt cái hậu đường á. Qua nó ngày kia. Hả? Em trộn tôm cũng vậy thôi. Không, không luôn. Thì tôm nó ngọt. Nó ngọt cái kiểu trong nước nhà mình là ngọt. Vậy. Mới đây em rửa rau, em ra ngoài em rửa tiết kiệm nước luôn. Đúng rồi. Vậy bắt đầu tưới nước rồi. Tưới nước là tiền nhiều lắm cái này ơi. Cả đi nó phạt rồi, nó over là nó phạt, over là nó phạt. Nó phạt hả? Cả chị không nổi luôn á. Nhỏ anh có ăn món mềm á. Còn nữa. Ăn. Nhớ lại con đây không? Không biết không? Chắc có. Còn nhỏ chiếu thì chắc không có. Trong ngoài đó mình ít có rau trồng trong vườn với chút xíu mà con chành qua dành lại miếng đất con gà. Anh nhớ có một cái lá này rồi cái lá mỏ quả kêu bằng mỏ quả hay là lá quả quả mỏ quả cái dùng cái tên kia mất lắm, mất mất lịch sự lắm, nấu ăn cũng ngon lắm mà nó không đắng mặn mày đâu. Vậy lá tôi đã đắt cái cờ. Cái nước canh hoa này nó lạ thì cứ như nó ngọt ngọt, nó nhẫn nhẫn nhẫn. Đúng hả? Ủa? Nói em rồi mà. Anh chắc hết luôn. Bỏ lại nhớ. Anh nhớ. Cái nước này mới là tốt rồi. Đúng rồi. Ăn đại đi cho ngon không sao. Thôi, được rồi, thôi cho mình. Cái món này nhà chỉ có 2 gì đồng thôi. Còn gì nữa em xin đi. Nè có thể. Thấy mà nãy cũng trượt chứ còn gì em. Có bữa nào trượt cũng bỏ lỡ chứ. Có vậy hả? Ừ, đúng rồi. Có thể tất nhiên là có hoặc không, có khi nếm miếng vị tình em thôi à. Ôi ngon quá, là một bữa trưa đỉnh đẹp, quá đẹp. Cali tuần này quá đẹp. Nó hiu hiu giống như Đà Lạt. Mà cái không khí nó không có bị đổ mồ hôi giống như vậy. Nói chung nắng ấm nhưng mà gió lạnh lạnh ngộ
Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem tụi em ăn hết canh hủ qua với tép. Món nhà quê hủ qua. Không có xem đâu, nãy nói mời ăn chung mà không có xem đâu. Mời ăn là nói chung là cả nhà cùng ăn với mình xong bữa canh hủ qua. Ăn trên tinh thần. Ăn trên hộ. Bye bye cả nhà. Cả nhà thương yêu cho em một còn cái miếng tép nhỏ cả nhà. Lập mất luôn. Một cái đăng ký, một chia sẻ nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều. Please like, share, subscribe. Thank you. Thank you. Bye bye.